Ok, test âm thanh chuẩn nha, chuẩn. Mặt có bị nôi không? Không luôn. Rồi, sau đây là một ca khúc rất là hay, đó là ca khúc Như Những Phút Ban Đầu. Hoài Lâm. Tăng 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 tăng. Ok, đây là một bài hát mà mình nghĩ là các bạn sẽ rất là thích, và mình sẽ làm đây là cái series mà hát hay như ngôi sao của Hoài Lâm nha các bạn. À, các bạn có thể biết mình hoặc là chưa biết mình là thầy Phong Hay Nó, thì các bạn có đăng ký kênh của mình và các bạn xem những video mình chuyên về dạy hướng dẫn thanh nhạc, chia sẻ thanh nhạc online tại đây là free. Ok. Lên xem đăng ký kênh đó, các bạn mê ca hát và muốn phát triển bản thân thì hãy cứ xem video của mình, xem riết rồi cũng sẽ hay thôi. Ok. Và sau đây là ca khúc Như Những Phút Ban Đầu, các bạn sẽ rất khó khăn và mình sẽ giải quyết cái khó khăn đó giùm cho các bạn bằng tuyệt chiêu ca hát của mình. Súp bà xôi. Ok, vô. Đúng tông luôn nha. À, các bạn đã tham gia group chưa? Chưa tham gia group hãy tham gia group mê hát vô đây hết của mình, ở link mô tả bên dưới nha. Cảm ơn các bạn. Tham gia đi, lẹ đi anh tham gia vô rồi có nhiều cái hay lắm. Ok, và sau đây mình sẽ test demo bài này một cái. Vô. Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thật xa. Nếu nỗi nhớ tan trong cuối mùa xa và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc giấu muộn màng, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu. Đừng để những tiếng là tiếng nuối, đừng để yêu thương này xa quá chân trời. Đừng để ta tan trong con sóng buốt xa, cô đơn gió muôn trùng quên lãng. Yo. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu ơi, xin bắt trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu sâu, giữ chặt nhau cho yêu sâu đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, nốt cao nhất là si dán. Bạn nào mà te no mà ráng đu bám cái kênh của mình đi, đu bám kỹ vô, trời ơi cứ đu đi rồi tập luyện đi. Tôi nói thiệt chứ không lên thì tôi tặng cho bạn khóa học miễn phí với tôi. Nói thiệt, đu bám cái kênh của mình, chịu khó đu bắt chước theo mình hát sao bạn hát vậy, mình chỉ sao bạn nghe vậy, làm đi. Tại vì mình hát được bài này, tôi hát được bài này quá tươi thoải mái, có khó khăn gì đâu, phải không? Thì tôi hát được thì các bạn bắt chước tôi là các bạn sẽ hát được thôi. Còn cái chuyện mà các bạn hát làm sao để hay hơn nữa và để tạo thành một cái chất riêng của các bạn, một cái style riêng, nó mang tính chất gọi là sáng tạo ra cách hát, hoặc là bạn có một cái tốt, một cái chất nào đó, thì câu chuyện nó tính sau. Coi chừng sau khi bạn đã có được cái kiến thức thanh nhạc hoặc là kỹ năng thanh nhạc cơ bản basic rồi, thì lúc đó các bạn chế biến sao cũng được. Ta nói là khác biệt trên cái nền tảng gọi là có học thì nó gọi là khác biệt, thì nó gọi là sáng tạo, mà trên cái nền tảng không có học thì nó gọi là dị biệt. Ok, nói sơ sơ chút xíu thể hiện mình là thầy giáo đồ. Mình có nghiên cứu tè loe hết đó, chứ không phải chỉ là đơn giản chỉ là hát ba cái rồi lên đây chém gió bậy đâu. Mình tâm lý học rồi kinh doanh này, múc hết. Ok, nói chuyện sơ sơ thôi, nhưng mà cái gì cũng quan trọng nhất là kỹ thuật thanh nhạc, nó có lợi cho các bạn. Vậy thì hãy đăng ký kênh của mình, hãy subscribe kênh, chia sẻ và làm nhiều thứ hơn nữa đi.
Ok, rồi mình vô chủ đề nè. Đó, giải lao chút xíu để cho các bạn sau khi mình hát xong cái này mình cũng mệt lắm. Mà nghe mình nói còn mệt hơn đó. Ok. Ok nha, bây giờ vô chủ đề nè. Là hát á, thì các bạn muốn hát bài này thì cũng như vậy thôi, không có gì hết. Kỹ năng, kỹ thuật, kiến thức thì nó chúng xoay quanh cái vòng tròn gọi là head voice, mid voice, chest voice. Cái này các bạn biết rồi, nếu mà các bạn có nghiên cứu về kỹ thuật thanh nhạc thì các bạn sẽ biết. Xoay quanh vòng tròn đó, về hơi thở, về các khoảng vang, về cảm xúc, về sự tự nhiên, về thoải mái, về legato, staccato, rồi rung giọng, rồi ngân giọng, rồi luyến, rồi lái, rồi đó. Thì trời ơi, nhìn nó nhiều lắm. Kỹ thuật thanh nhạc là học cả đời luôn các bạn. Nên mình nói thì chứ bây giờ cứ tập theo mình thôi. Bớt bớt là cái gì cần bớt. Ví dụ như có, mình thấy cũng có nhiều người hỏi mình rung giọng. Rung giọng, trời ơi, các bạn chỉ cần lên YouTube các bạn rung giọng là nó ra lô. Các bạn tập dễ lắm, rung giọng chỉ chừng 2 nốt thôi. 2 nốt thôi. Đó, tập riết rồi quen. Đó, chỗ nhiều. Cái một các bạn chịu khó đi tập chừng khoảng 1 tuần lại là cái kiểu đó là rung giọng được thôi à. Luyến lấy cũng vậy, luyến lấy thì mang tính chất gọi là tập thì cũng được, nhưng mà con người nó có khả năng bắt chước. Hãy bắt chước trước đi. Chúng ta đều phải bắt chước để có được. Học là bắt chước đó, học là bắt chước cái kiến thức của người ta. Sau đó muốn chế biến cái gì thì chế biến. Thì bây giờ chúng ta, các bạn cố gắng bắt chước mình nha. Đơn giản thôi, hơi thở được support lên, support lên trên cái gương mặt của mình nè. Và giữ chắc vị trí âm thanh trên gương mặt, không để rung nhờ hơi thở. Giống hơi thở giống như một cái bàn tay nè. Đó, còn cái này là vị trí âm thanh nè. Đó, cái bàn tay này support vô hơi thở. Support vô, vô hơi thở nè, hơi thở nè. Vị trí âm thanh nè. Giữ rồi, và giữ chắc lên rồi lên xuống. Cỡ nào cũng không cho mày rời khỏi. À, thì bây giờ hơi thở nó như cái vị trí âm thanh là mình, là cái khuôn mặt nè. À, mặt nạ của mình á, cái khoảng vang á, thì hơi thở nó support lên, nó giữ trên cái mặt của mình, nó giữ. Đó, ví dụ vậy, giữ chắc hơn, đừng rời xa khỏi nhau như gió mây. Ok, vậy thôi, đơn giản lắm rồi, cứ tới tập riết là cũng quen thôi à. Hát chúng ta có hai yếu tố mà chúng ta thường hay bị sai lầm nhất, thứ nào là mất hơi thở, để hơi thở nó tịt cái cổ họng nè. Thứ hai là mất vị trí âm thanh, do yếu tố là mất hơi thở một phần nha. Và thứ hai là mình đặt vị trí âm thanh nó không đúng, vị trí âm thanh thì trên cái mặt của mình thôi, và thế đi lên đi xuống vậy thôi. Cơn giản lắm. Ca hát nó không có khó đâu các bạn ơi. Rồi vô nè. Nếu nuôi tiếng tan trong bao tiếng nuôi, giữ chắc cái vị trí âm thanh trên gương mặt mình. Yeah. Yo. Nếu nuôi tiếng tan trong bao tiếng nuôi, để yêu thương xa, để ha, mình giữ nó lại, mình không cho nó đi đâu hết á. Để yêu thương xa thân xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa, tình cảm nè. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa, và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt, để ngày mai được không giấu muôn màng. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Uống nước ngọt chi cho giờ nó ở. Ok nha các bạn. Mơ hồ. Mình hát này giờ là mình hát về kỹ thuật, mình chưa có đưa cảm xúc vô nha. Mình không có đem có cảm xúc vào. Còn các bạn muốn đem cảm xúc vào thì các bạn cứ đem thôi. Và sau đây mình áp dụng kỹ thuật vào trong cảm xúc nè. Vô. Hát là phải có cảm xúc nó mới hay. Vô. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lửa làng. Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu. Đừng để những tiếng là tiếng nói, đừng để yêu thương này xa khuất chân trời. Đừng để ta tan trong con sóng buốt xa, cô đơn giữa muôn trùng quên lãng.
sao cho yêu dấu đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút dài thân đau. Ok. Rồi mình sao mình sẽ hát lại cái câu mà dù cho tháng năm kia đổi thay điệp khúc nha. Tại vì câu đó mình thấy các bạn hay rụng nộ quá câu đó lắm. Mình sẽ lặp lại một lần để cho các bạn dễ có thể hình dung được. Rồi. Dù hơi thở tác động lên và tình cảm nào. Dù cho tháng mở cửa hàng à. Dù cho tháng năm kia đổi thay. Ok không? Đáng cảm nhận các bạn. Mình đang hát dưới cổ nè. Mình đi. Và dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi, mình cố tình mình hát thôi để cho nó cảm giác nó da diết. Dù cho bao mong manh mãi nơi này, thật mà thật sự nức nở mãi nơi này, dù nỗi đau chứ đau nhưng phải đau, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sâu, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Oh, cao trào đấy. Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hỡi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu sâu đậm đời sâu. Đây mình hát miss nè, mình không hát falsetto nữa. Đó là do khúc này thôi. Giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đây là cảm giác nó giống như là cái gì đang giữ lại nên phải căng. Giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đây. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, nước nở nào. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút dài ban đầu. Ok. Rồi. Quay lại nha. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn. Nhẹ nhàng nha. Tình cảm nào quay trở lại. Ô, ai gọi? Tinh 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 tinh. Tắt. Tin nhắn mới. Nguy hiểm, sorry, sorry, vô luôn Rồi, tiếp tục nha. Hoài niệm rơi trong, hoài niệm rơi trong. Yo, 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 lộn rồi. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn. Các bạn cố gắng bắt chước theo nha. Hay là tan trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu. Đừng để những kiêng là tiếc nuối. Đó, feel để mình tạo nên câu cảm giác. Nếu mà bình thường là tiếc nuối. Đừng để những yêu thương là tiếc nuối. Oh no, mình sẽ feel một chút xíu. Đừng để những kiêng là tiếc nuối. Falsetto một chút đi. Nuối. Đừng để yêu thương này xa khuất. Xa khuất. Nào mình falsetto chút xíu. Mình vẫn giữ trên mid voice. Và xa khuất. Thì nó cảm giác giống như là xa xăm, xa xôi. Đừng để người ơi là tiếng nuối. Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời. Đừng để ta tan trong, tan trong. À dạ, đều đều ha. Đừng để ta tan trong con sóng mùa xa. Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Phiêu. Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay. Giữ năm tháng ơi. Đừng có rớt vị trí âm thanh nha. Dù cho bao mong manh mãi nơi này. Dù nỗi đau theo một ngàn kiếp sâu. Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu ai, xin tan trong vòng tay. Giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu.
này là chết queo luôn, lên tông là chết queo luôn à. Lên tông là nó sẽ lên tới đô. Nếu mà lên tông từ pha thứ mà lên son thứ thì nó sẽ lên tới cái nốt đô năm, là cái chữ nhẫn á, là cao nhất á. Còn nếu mà các bạn đó là như vậy đi ha. Rồi đó, đô năm cao đó, thì khúc này là nó treo liên tục, nhưng mà các bạn cố gắng đừng gồng và sử dụng hơi thở tiếp tục support lên cái trên các khoảng vang của mình, và đưa vị trí âm thanh nó tự động sát tác động, nó sẽ kéo vị trí âm thanh của mình lên trên cái phần này nè, tự động nó sẽ đẩy lên trên cái phần gò má hoặc là phần sáng, nói chung là nó sẽ nâng lên, rồi các bạn sẽ hát được cái chỗ đó rất là đơn giản. Mình sẽ test demo cho các bạn, test demo xong thử vô nè. Dù cho tăng ok nha, vô. Dù cho tăng năm kia đôi thấy, tôi giữ chắc vị trí âm thanh nè, đôi thấy dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Nghe rơi năm, nói chung là mình thích đu mấy cái nốt đó, sướng sướng cảm giác hát cao được cái tự nhiên mình đu mấy cảm giác nó sướng sướng. Ok nha. Nếu mà bạn cắt hát không được cái đó thì bạn cứ hát là ta vẫn yêu một lần và mãi mãi này ngươi. Nếu mà thích feel luôn thì đi luôn nè. Ta vẫn yêu một lần, mình không feel nha, hát theo kiểu bình thường nha. Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi này ngươi yêu hỡi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đông này, nếu thời gian dừng lại nơi. Cái này lên nè. Nếu thời gian dừng lại nơi đây đó. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây, trở về những phút giây ban đầu. Lo ra là rè có họng liền, mà không sao, nhẹ nhẹ thì vẫn có thể chấp nhận được. Mình hát mình lo ra, mình coi hợp âm mà mình suy nghĩ đủ chuyện để mình hướng dẫn cho các bạn, cái mình rớt âm thanh. Chuyện rớt âm thanh bình thường, mà mình rớt mình nó không quá tác động lên cổ họng của mình thì không sao. Rút kinh nghiệm lại, mở khẩu hình cho chắc vô. Sơ xuất chút xíu là lên dĩa, ok. Rồi. Cái đó là bình thường ha, cái đó là nếu mà không feel, thì nếu mà nó feel là dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, bây giờ là feel nè. Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi, này người yêu hỡi, ta trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đây. Mình sẽ quay lại cái khúc mà sau khi feel, cái feel nó kéo dài lắm. Mãi mãi đó, khúc này nè, bắt đầu nó vô nè. Giữ chân nhau cho yêu dấu đông đây. Đó, nó bỏ một cái dòng đầu ha. Rồi, nếu thời gian dừng lại nơi đây, thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây. Phút phô tào lao giỡn quá, lên âm thanh đấy thôi, chữ phút nè, như phút, cái này nốt này rất cao, lên tới đồ năm mà ngồi đó mặt vua học không lấy hơi, như phút say rồi trở về như giữ vị trí âm thanh đấy hơi buồn phút rồi nha, phút say ban đầu. Vậy mới nói là hát, để mà hát những cái nốt cao như vậy là các bạn phải tập trung toàn lực.
và cố gắng mình là vừa hát, mình phải vừa thị phạm, mình phải vừa hướng dẫn cho các bạn, mình phải nói làm sao để cho nó các bạn sẽ dễ nhớ nhất, dễ hiểu, dễ hình dung được chứ, là mình phải hát như thế nào phải luôn. Nhưng mà cơ bản cho mình nó là vị trí âm thanh ở trên cái phần mix voice là phải chắc, được mix voice, được support hơi thở vào. Và khi lên những cái nốt cao như thế này thì hạn chế là gồng cổ, không gồng luôn, phải sử dụng hơi thở lên, support cái hơi thở lên trên vị trí, và toàn bộ phải tập trung vào bài hát, tập trung vào cảm xúc, tập trung vào cái lực của mình để mình truyền tải cái cảm xúc. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về nhớ phút giây ban đầu. Rồi, ok, chúc các bạn sẽ thành công với ca khúc Như những phút ban đầu của Hoài Lâm. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Thú vị hơn, hấp dẫn hơn. Các bạn có góp ý gì hãy cứ comment bên dưới và tham gia vào group chơi chung với mình nha. Hát hay vô, mời hát vô đây hết ở dưới. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại và chúc các bạn sẽ thành công và hát thật hay vào cái khúc này. Xin chào, bye bye.